rất là ưng ý nhưng mà làm hơi chậm. Vâng, đợt này công việc nó hơi nhiều nên là hơi chậm, nên cô thông cảm với quý vị này. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 23 tháng 12 năm 2021 đây. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà cô chú Đức Thăng đây, tại khu Tân Lập, đấy, thị trấn Cẩm Khê. Đây là ngôi nhà của cô chú đây, và hôm nay chúng tôi có đến và bàn giao một số sản phẩm nội thất ở trong gia đình. Phía trong nhà này thì có quay lại một video clip kỷ niệm với gia đình nhé, quý vị nhé. Đây. Đây là bộ sản phẩm phòng thờ hôm nay bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám đã bàn giao cho gia đình cô chú đây, vị này. Đấy, bao gồm một sập ngồi gỗ hương đỏ này, đấy, một sập thờ và bức bình phong cuốn thư câu đối phòng thờ. Đây, tổng thể của bộ đồ thờ nhà cô đây, vị này. Đây. Bên xưởng bàn giao rất nhiều sản phẩm, nhưng hôm trước thì là trước kia là cũng có một bộ bàn ghế Âu Á này, cũng như là bộ tủ bếp phía bên trong gia đình đây. Đây. Tôi quay lại video clip làm kỷ niệm như là gì? Giới thiệu luôn cho mọi người nhé. Tổng thể đây, bộ đồ thờ này rất là ly dị, bao gồm đầy đủ các món cuốn thư cầu đối, sập thờ, sập ngồi. Đấy, để vào chi tiết một số món quý vị xem. Đây, đây là chiếc sập ngồi trơn tam diện gỗ hương, kích thước là 1m8 2m2 này. Sập thờ mai điểu gỗ hương này. Đấy, bộ cuốn thư câu đối cũng như là bức bình phong đục cá chép Lý Ngư Vọng Nguyệt là chất liệu gỗ gỗ. Đấy, bức bình phong này. Đấy, đôi cuốn thư câu đối gỗ gỗ nhá, được thiếp vào, thiếp vào phần chữ và phần cá chép. Bên trên này cuốn thư đục ba chữ là Đức Lưu Quang. Đấy, hai bên câu đối là một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh, một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Ngoài ra thì nhà cô còn có bộ đài nến bằng là chất liệu gốm, rất đẹp, chất liệu gốm. Đấy, quý khách hàng nào có nhu cầu thì tham khảo một bộ đồ thờ như này nhá, bộ đồ thờ bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám thi công nhá. Đây, đây bộ bàn ghế trước kia chúng tôi bàn giao đây. Đây cô chủ nhà đây, quý vị đây. Đấy, đây cô chủ nhà đấy. Đây thì hôm nay bọn cháu quay video không cho bọn cháu lắp đặt sản phẩm, bọn cháu xin cô ý kiến luôn cô nhé, xem cái bộ đồ thờ. Gia đình là rất là ưng ý nhưng mà làm hơi chậm. Vâng. Đợt này công việc nó hơi nhiều nên là hơi chậm, nên cô thông cảm với quý vị này. Đấy. Gia đình cô thì sắm rất là nhiều nội thất, gần như là toàn bộ đấy, bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám luôn. Đấy, vâng. Nay cho bọn cháu lắp đặt thì thay mặt xưởng xin cảm ơn cô và gia đình nhé. Vâng, vâng, vâng. Ok mọi người nhé. Hiện tại đang là buổi trưa ngày 23 tháng 12 năm 2021 đây.